Xin được mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, xem tử vi tháng 12 cho những người tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 sẽ giúp cho quý vị biết rõ được vận hạn tổng quát của chính mình trong tháng 12 âm lịch như thế nào. Việc xem tử vi cho tuổi Ất Mùi trong tháng 12 đó chính là một việc làm rất cần thiết, giúp bạn có được sự chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt đối với những biến cố sắp xảy ra trong tháng 12. Và nhờ đó thì bạn sẽ nắm bắt được tất cả những điều tốt xấu về vận mệnh cũng như là vận hạn tử vi của mình trong tháng 12 âm lịch này. Xem tử vi cho tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 trong tháng 12 âm lịch cho thấy tháng 12 chính là một thời điểm khá ổn định về tài chính của quý bạn. Tuy có những tháng cần phải suy nghĩ, lao tâm khổ tứ mệt mỏi một chút, nhưng mà về tổng quan thì mọi việc vẫn có thể giải quyết một cách êm đẹp. Và sau đây thì sẽ là nội dung chi tiết. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe và chiêm nghiệm nhé! Sau đây là phần tổng quan của gia chủ Ất Mùi, sinh năm 1955, trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Người tuổi Ất Mùi sinh năm 1955, hiền hòa, khéo léo, dịu dàng, hiếm khi gây chuyện với người khác nên được mọi người vô cùng quý mến. Họ thích sạch sẽ, gọn gàng, sòng phẳng nhưng lại ưa hoàn mỹ nên nhiều khi bản mệnh phải suy nghĩ cả những chuyện nhỏ nhặt. Có thể nói người tuổi Ất Mùi là người rất trọng nghĩa khí, coi trọng bạn bè. Họ có thể vì bạn bè mà hy sinh bản thân, không tính toán được mất ra sao. Chỉ là tính cách có phần bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cảm xúc, ý kiến đưa ra mang tính chủ quan khá nhiều nên cẩn trọng khi tính chuyện làm ăn, hợp tác với người khác. Vận mệnh người tuổi Ất Mùi khá vất vả vào tiền vận, phải chờ tới trung vận thì mới có được cuộc sống ổn định, an nhàn. Ngoài ra mệnh chủ không thích hợp kết hôn sớm nên kết hôn muộn thì cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc bền lâu. Vào tháng 12 âm lịch, người tuổi Ất Mùi nhìn chung mọi phương diện đều bình ổn. Với những người còn nặng lòng với sự nghiệp thì công việc có chiều hướng nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên gia chủ nên nhớ, ở độ tuổi này, sức khỏe là vấn đề đặt lên hàng đầu. Đừng quá nặng lòng với công việc mà quên việc chăm sóc bản thân và khám sức khỏe định kỳ. Ất âm mộc gặp tân âm kim nên gọi là thiên tài, có nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, những gia chủ Ất Mùi sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, sẽ cần phải chú ý cẩn thận, xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận có thể dẫn tới chia tay. Tuy các vấn đề cần ngồi lại, chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn nhiều bạn nhé. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Trong tháng này, phong thủy lộc tài nhắc nhở tuổi Ất Mùi cần phải cẩn trọng, kẻo gặp họa tiểu nhân. Công việc của bạn đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà có thể bị nhiều kẻ xấu nhòm ngó. Sự nghiệp của người tuổi này không có những bước tiến rõ ràng trong tháng này, vì hầu hết gia chủ đều đã nghỉ hưu hoặc đang dần xa rời công việc. Với những người vẫn còn đang làm việc, nhân duyên tốt, con giáp này được quý nhân chỉ lối dẫn đường, giảm bớt vô khối những khúc đường vòng. Bản mệnh cần phải cẩn thận trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan thiếu chỉnh chu trong công việc. Nếu không dễ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp và tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Ất Mùi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tháng 12 năm 2021 âm lịch, tuổi Ất Mùi không cần phải lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Có quý nhân trợ giúp, chuyện làm ăn buôn bán của con giáp này tiến triển khá tốt, tìm được nhiều cơ hội phát triển. Tuy vậy, bản mệnh cần phải tham gia nhiều vào các hoạt động tiệc tùng xã giao nên chi tiêu tốn kém. Công việc phát triển ổn định nhưng chưa gặt hái được thành quả rõ ràng nên không có thêm các khoản thu nhập phụ. Chính vì vậy, bản mệnh cần phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tình trạng sức khỏe của người tuổi Ất Mùi có dấu hiệu sút giảm nhiều so với trước đây. Các chứng bệnh cũ có thể tái phát, vì thế bản mệnh không nên đi xa quá nhiều. Không nên để thân thể mệt mỏi kéo dài. Nếu có bệnh thì nên chú ý chuẩn bị thuốc men đầy đủ trước khi ra khỏi nhà. Năm nay không phải là một năm thuận lợi với bản mệnh, vì thế tránh việc di chuyển sửa sang nhà cửa. Người cao tuổi cần phải chú ý bảo vệ sức khỏe, không tạo cơ hội cho các chứng bệnh cũ tái phát.
Nếu chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe một cách hợp lý thì có tác dụng nâng cao sức khỏe, giúp cho tinh thần thư thái, vui vẻ, đồng thời cần có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, hợp lý. Nếu con cháu trong nhà bận rộn không có thời gian chăm sóc bầu bạn, mệnh chủ có thể tham gia các hoạt động phù hợp với sức khỏe của mình, tăng cường giao lưu với những người cùng độ tuổi sẽ giúp cải thiện tâm trạng. Khuyên tuổi Ất Mùi sinh năm 1955, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ Ất Mùi sinh năm 1955. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Bước sang tháng 12, năm Tân Sửu, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho tuổi Ất Mùi. Những người tuổi Ất Mùi cần phải giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, bạn có thể cãi nhau với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc là những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Ngay cả khi bạn giận dữ với nhau, nó cũng không tồn tại lâu hoặc dẫn đến chiến tranh lạnh. Rốt cuộc thì bạn đã sống với nhau trọn đời, vì vậy bạn biết nhau rất rõ và có thể thể hiện sự cân nhắc và bao dung cho nhau. Trong tháng 12 âm lịch này, gia đình bạn sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh và tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng, thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ, tháng Sửu, Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Ất Mùi trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 12 năm 2021, tức ngày 12 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Sửu, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 12 năm 2021, tức ngày 24 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Sửu, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết mà không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Ất Mùi trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021. Ngày âm lịch, ngày 3 tháng 12 năm 2021, tức ngày 5 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 15 tháng 12 năm 2021, tức ngày 17 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 27 tháng 12 năm 2021, tức ngày 29 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Ngọ, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành thì đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm 2021, tuổi Ất Mùi nằm trong bộ tứ hành xung Thìn Tuất Sửu nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ át hữu họa, ý chỉ thái tuế đáo đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ Ất Mùi sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Ất Mùi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Mùi trong tháng 12 âm lịch này. Và chắc chắn là quý vị cũng đã biết được là mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ?
Qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn đồng hành cùng với Phong Thủy Gia Cát trong suốt thời gian vừa qua. Xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo của Phong Thủy Gia Cát quý vị nhé. Xin mến chào.